Bà Nita Ambani là vợ của người giàu nhất châu Á, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, với khối tài sản hơn 80 tỷ đô la và được mệnh danh là đệ nhất phu nhân. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày, tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Của gia tộc Ambani, một trong 10 đại gia tộc giàu nhất hành tinh. Trước khi trở thành vợ của tỷ phú, ít ai biết rằng bà Nita Ambani từng là vũ công và có niềm đam mê với việc giảng dạy. Hiện tại, Nita là chủ tịch của một trường quốc tế, DAIS, một trong những trường tư tốt nhất tại Mumbai, và giữ chức giám đốc không điều hành tại Reliance Industries với mức lương thưởng hơn 160.000 đô la mỗi năm. Nita cũng từng được Forbes bình chọn trong danh sách những nữ lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Gia đình Nita sở hữu siêu biệt thự đắt nhất thế giới với chi phí xây dựng 1 tỷ đô la và cần 600 nhân viên vận hành. Căn siêu biệt thự cao 174 mét với 27 tầng, diện tích sàn hơn 37.000 m2, có 3 bãi đỗ trực thăng, nhà hàng, khu trượt tuyết bên trong, thậm chí mỗi bộ đồ ăn trong nhà đều được phủ vàng. Bên cạnh đó, Nita sở hữu tủ đồ hiệu đắt đỏ từ những trang phục truyền thống đến túi sách hay trang sức trị giá hàng chục triệu đô la. Theo một nguồn tin, một trong những thói quen được nhiều người biết đến của vợ đại gia Ấn Độ là không bao giờ đi một đôi giày đến lần thứ hai. Trong đám cưới con trai bà vào năm 2019, bà Nita tặng con dâu chiếc vòng kim cương nặng 407 carat làm quà cưới với giá 55 triệu đô la. Vào sinh nhật thứ 56, bà còn được chồng tỷ phú tặng một chiếc chuyên cơ Airbus A319 trị giá 60 triệu đô la.